Xin chào các bạn, mọi người cứ bảo là làm review là sướng Tôi công nhận các bạn là sướng, nghĩ mà xem Tự nhiên đi chơi ở Trần Duy Hưng cũng được giảm giá Vì phát hiện ra là anh này là mình hay xem video review Nhờ anh ấy mà mua được cái iPhone giá tốt Nhưng không có nghĩa là anh ấy là trải qua một cuộc sống review hạnh phúc hoàn toàn Nhìn đây này, này, Galaxy A70 của Samsung Nhìn gì không? Một cái xước sâu hoắm này này Đấy, và hôm trước mà bán cái ở trên Get It ấy. Mình cũng là phải bán một sản phẩm Samsung nữa Bởi vì khi dùng cho một cái bên khác mượn Người ta làm xước be bét cái mặt lưng phải mua lại để đền và con A70 này thì mình cũng phải mua lại để đền thế thì cái một cái sản phẩm mà gần như mình không bao giờ quan tâm đó chính là ốp lưng bởi vì mình không thích cảm giác cầm nắm nó không thực sự, tốt mà muốn giữ một cách chân trần nhưng khi mà di chuyển qua lại cái tại sao mà lưng này xước bởi vì sao mình cầm có quá nhiều máy mình cứ cầm kiểu này các bạn biết là review toàn hai ba máy loop bồ nó trầy xước mà xước không chỉ một con mà hai ba con hay là còn chìa khóa các thứ thế hôm nay mình sẽ nói về một cái sản phẩm mà gần như mình không dùng vì mình rất là lười mang ra ngoài đường nhưng đến khi có nó thì lại thấy khá là cần thiết và những bạn nào đang có thói quen hai ba cái điện thoại mà lại còn muốn đi chân trần thì nói thật là các bạn nên đeo bao nhưng bao này sẽ chỉ khi nào các bạn cần tới nó mà thôi còn sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm chúng ta hãy cùng xem video review bao Và đây đầu tiên hôm nay mình sẽ nói về cái bao ở đây thì là bao da các bạn nhá. Đấy là tại sao bao kia thì làm từ cao su thì nó không sướng. Phần lớn các hãng đều tặng ốp lưng bằng bao cao su nên cầm vào nó giả tạo lắm. Còn đây là bao làm từ da và da bò thật 100%. Các bạn đã sờ vào da con bò chưa? Nhất là phần da mông rất mềm và cực kỳ là mịn. Lông tơ thì cứ lơ thơ ở đấy. Và cái bao da này thì cũng được làm chất liệu da thật. Mình đã ngửi thử. Wow, mình hoàn toàn có thể ngửi thấy những cái miếng bít tết ở đây. <laughs> Bạn ăn bò cua bê chưa? Bò đen, bò trắng, bò hơi đen đấy thì nó cũng có cái mùi đặc trưng như này mùi khét của miếng da bò khi bị laser bắn vào bởi vì họ sẽ khắc những cái đường chỉ và cũng như là uh, thiết kế của nó bằng những cái đường laser vô cùng chính xác được rồi thế thì cái bao da này ấy, thiếu gì người có đâu ở trên thị trường bán đầy thế tại sao lại đặc biệt bao da này thì nhìn, uh, của bên David thì là một thương hiệu chuyên làm về dán da cho điện thoại di động. Hiện tại bọn mình cũng đang có và giới thiệu các bạn quảng cáo rất nhiều trên vở Studio có những miếng dán rất là thời trang, trẻ trung như là Spider-Man, có những miếng dán sang trọng vân vân thì mình sẽ nói về sau. Nhưng bao da này là loại bao da thiết kế riêng cho chính các bạn. Mình không hề điếc đâu. À, mình không hề nói sai đâu. Thì các bạn có thể lên website của David ngay bây giờ. Các bạn sẽ thấy là họ sẽ có một cái link đặt hàng. Và mọi người sẽ có thể điền vào đấy các sản phẩm các bạn đang dùng và kích thước của bao này sẽ được làm chính xác với lại cái sản phẩm bạn dùng ví dụ như mình đang dùng chiếc OnePlus 7 Pro thì nó khá dài mình sẽ để được vào ở ngăn trong cùng đó và cái chiều dài nó sẽ được dựa theo cái sản phẩm dài nhất và bạn có một chiếc điện thoại nhỏ hơn thì các bạn cũng thể để ở ngăn bên ngoài và cái độ rộng của cái bao da này cũng sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với cả hai thiết bị các bạn nên tức nghĩa là bao da này được customize cho riêng bạn rất là hay đúng không trong khi đấy những bao da mua bên ngoài nếu mà làm sẵn thì sẽ có thể là vừa hoặc không Nên các bạn không cần phải đắn đo về việc hỏi David bao da này có vừa hay không Mà bạn là người chọn cái đấy Thứ hai là ở bao da David cho phép chúng ta khắc tên rồi số điện thoại Thông tin Facebook, địa chỉ Zalo Bạn nào hay đi khách thì rõ ràng là thông tin này quá là tuyệt vời Và bên cạnh đấy nữa bạn nào mà hay làm mất đồ Thì các bạn nên khắc luôn số điện thoại mà đừng có khắc uh, cái số của hai cái máy ở trong này nhá Bởi vì khi mất cái túi này rồi thì kiểu gì người ta cũng sẽ nhắn tin <laughs> Hai số đấy, tác dụng khéo gì <laughs> Đấy, vậy nên lại khắc đến một cái số mà đảm bảo không mất mình nghĩ là nên khắc số bàn, Đấy, có thể là số điện thoại bàn ở nhà bạn, à, 81988 vân vân. Nhưng đây là một thông tin tuyệt vời cho bạn nào mà nếu chúng ta hay sợ làm rơi rớt, ít nhất người ta sẽ trả lại bao da cho bạn. Còn điện thoại chắc là không rồi. Như lần trước mình nhớ mình mất ví, à, nó trả lại ví nhưng mà riêng tiền thì không các bạn ạ. Cái bé biết trách ai bây giờ? Đây là lần cuối cùng mình dùng ví. Rồi và trong bao da thì nó phù hợp cho bạn nào dùng hai cái điện thoại, bởi vì nó là chia ngăn. Đây là một cái lớp microfiber sẽ cho phép chúng ta bảo vệ điện thoại không bị trầy xước rất mềm cực kỳ mịn và thân thiện với da tay không tin các bạn nhìn này mình đút tay ra vào này, này, rất đã luôn sướng cực mềm lắm mịn quá đã không ngờ có bò lại tốt như này mình nghĩ không cần phải lấy vợ rồi <laughs> rồi thì bên trong thì nó sẽ còn có ba cái nam châm hút để cho người ta có thể giữ được cái bao da nó sẽ không bị bục ra mà các bạn có thể thấy là cái đóng vào của nó rất êm mình gọn ở đây thì toàn bộ các cái chỉ khâu của david nhá là làm thủ công thủ công bằng tay luôn các bạn chứ không phải là thủ công máy. bởi vậy nên thì họ sẽ làm nó không quá nhanh như được cái tỉ mỉ và đẹp. và các bạn thể thấy được điều này qua các đường chỉ khâu rất đều, đều tăm tắp luôn. ở đây sẽ có một cái móc để các bạn có thể đeo vào tay cho tiện. thì chắc chắn rồi cái loại bao da này các bạn sẽ cầm theo tay. hiện tại thì mình thấy là nếu các bạn chỉ có một chiếc điện thoại thì bên ngoài có thể để một chút tiền. còn nếu không thì các bạn có thể để hai cái điện thoại và để, để thêm tiền vào cũng chẳng sao hết. và cái này là hoàn toàn thể tùy biến tức nghĩa là các bạn thể tháo ra và thay cái dây đeo khác vào cho vừa với nhu cầu của mình. Ba da này thì ban đầu sẽ có cái giá khuyến mại cho đến ngày 21 thì như các bạn thấy trên màn hình. Sau đó thì mức giá cao hơn và các bạn yên tâm là nếu ngay bây giờ các bạn muốn mua thì truy cập vào link ấy, đặt vào đấy thì các bạn sẽ được cái mức giá tốt nhất. Còn nếu mà để trễ rồi thì các bạn sẽ có mức giá cao hơn. Nhìn chung đây là một cái món phụ kiện dành bạn nào mà đã sử dụng hai ba chiếc điện thoại mà các bạn không muốn đeo bao ốp lưng hay là gì cả nhưng lại phải mang vác cho bên người mà cho vào túi đeo thứ thì sẽ bị trầy xước đây là một sản phẩm phù hợp cho bạn cá nhân mình thì sau khi phải đền hai cái điện thoại rồi thì mình cảm thấy khá là xót xa nên mình đang có một cái ở đây và bên cạnh đấy nữa thì thậm chí là nếu các bạn thích logo và vờ studio các bạn thì liên hệ với david họ sẽ, sẽ khắc khác các bạn lên cả logo và vờ studio bởi vì bọn mình cũng có logo ở bên đấy ngày xưa lúc bọn mình có làm một số loại da ra và mọi người cảm thấy biết đừng quên like cho bè các bạn có đang dùng các loại phụ kiện này không hãy comment ý kiến bên dưới còn đây cũng là lần đầu tiên mà mình dùng bởi vì trước đây mình rất ghét mang ví ra ngoài vì quá bất tiện nhưng khi dùng hai ba cái thì bắt buộc phải dùng để phù hợp với cái sản phẩm điện thoại này như con OnePlus mình mới mua chẳng hạn sau sẽ review anh em hẹn gặp lại các bạn ở các video sắp tới